đại diện chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào với ban thần tài để cùng đón nhận những điều may mắn tài lộc của ban thần tài ngày hôm nay mang tới cho tất cả chúng ta. Ngày hôm nay đã mang đến những điều may mắn, những tài lộc cho LukaCare.